Được. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip chế biến sữa chua hoa quả đấy. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều hoa quả rồi. Xoài này, dưa hấu này, táo này, cam, ok, và dưa gang. Cũng kèm theo đó là rất là nhiều sữa. Ở đây có là sữa của TH đấy. Sữa tươi. À, sữa ông thọ, sữa đặc và sữa chua ở đây. Ok, đấy. Còn đây là một cái cốc khổng lồ đấy. Cốc này tôi đã chế biến rất là nhiều cái món trà sữa. Như là clip làm trà sữa matcha và clip làm trà sữa soda đấy. Và ngày hôm nay tôi sẽ thực hiện làm clip sữa chua hoa quả đấy. Ok, và không nên tin lên thuyền nữa thì bây giờ sẽ đi gọt hoa quả và bỏ ở đây chế biến cái món sữa chua hoa quả thưởng thức thôi. Ok, rồi, bây giờ thì là ở đây sẽ có 3 thằng và tập trung vào gọt hoa quả. Sau đó là cho vào trong cái cốc khổng lồ và chế tạo cái món sữa chua hoa quả. Đấy, ra đây, cho chú ra bé. Này đây cho dao này. Đấy, bây giờ cắt dưa hấu. Ui. Dưa nhìn ngon chưa các bạn? Đó, nhìn đỏ chót nhìn ngon phết. Bây giờ cắt nó ra. Đó. Sữa chua hoa quả. Ui, dưa này rất là ngon này, dưa này không có hột mấy. Rất ít hột. Ăn như này nó mới phê này. Ok. Rất là sắc luôn. Các bạn nhìn rất chuyên nghiệp. Okay, sau hơn 30 phút gọt vỏ cũng như là cắt nhỏ những cái miếng dưa rồi là cam rồi là quýt rồi tất cả mọi miếng hoa quả ra thì là bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện cái công đoạn mà chế biến nó, cho nó vào trong cốc khổng lồ này và cho sữa chua đổ vào, sau đó là nhào lên và ăn thôi. Ok, rồi ở đây là tôi mới mua về đá đấy, 4 bịch đá, phải cho đá vào này là ăn nó mới lạnh nó mới sướng các bạn đúng không? Đấy, bây giờ tôi sẽ đổ đá vào đây. Rồi, đổ đá vào đây. Nhiều đá để bên dưới như này cho nó lạnh, nó bốc hơi lạnh lên thì là ăn hoa quả sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ tôi sẽ cho dưa xuống đầu tiên. Đây là dưa gang, dưa vàng, ở đây hay gọi là dưa Mỹ đấy. Ăn dưa này nó rất là ngọt, rất là ngon. Đấy.
dưa hấu này nhìn rất là nhiều. Ăn như này buffet này. Đấy. Về đấy. Ok, còn đây là cái đĩa hoa quả cuối cùng gồm táo, cam và xoài. Đấy, xoài này. Cam đây. Ok. Táo. Rồi. Bây giờ đổ hỗn hợp này vào luôn. Khá là nhiều hoa quả. Đây, tôi sẽ đổ sữa vào. Ăn như này không sướng các bạn. Chưa. Đổ sữa vào ngấm hết tất cả cái hoa quả đây. Yeah. Vẫn còn 2 bình sữa nữa. Ok. Tiếp theo là đến sữa ông Thọ. Đây, sữa đặc. Đây là sữa đặc các bạn. Đó, bây giờ tôi sẽ đổ sữa đặc vào đây. Ngon đấy. Rồi, tiếp theo là sữa chua. Đây, mua một thùng sữa chua có khoảng tầm 48 hộp, ok. Trong hộp này có 48 hộp sữa chua. Công đoạn cuối cùng là cho sữa chua vào. Tôi sẽ bóc sữa chua ra. Cho vào, đấy. Đấy, đổ sữa chua vào là ngon. Đấy, các bạn thấy không? Đây này, tôi cho các bạn xem. Khi mà cho vào sữa chua với lại sữa ông Thọ ấy thì ăn rất là ngon. Đấy. Đây tôi sẽ lấy ít sữa ông Thọ ở đây. Đấy. Ăn thử xem như thế nào. Cây này là chưa rằm. Ôi. Ngon hết vị luôn. Không có cái gì để mà chê cả. Đấy, chấm chấm đây này. Sữa ông Thọ này. Rồi sữa chua. Ôi. Ngon, thật sự rất là ngon. Ngon kinh khủng luôn, ok. Phải đổ hết sữa chua ở đây. Còn rất là nhiều sữa chua, 48 hộp cơ. Đấy. Khá là nhiều sữa chua các bạn. Đổ không hết. Đấy. Này nó ngấm từ trên xuống dưới, ăn nó mới ngon. Úi xò. Đang ngấm hết xuống dưới rồi đấy các bạn. Bên trên là chỉ có đọng thôi. Còn giờ sữa chua ngấm hết xuống dưới rồi. Đổ từ nãy giờ vẫn chưa hết. Ok, bây giờ nhà sẽ đến cái công đoạn mà thưởng thức cái món sữa chua hoa quả do NTN và đồng bọn chế biến đấy. Wow, ngửi rất là thơm, thơm mùi sữa chua, sữa ông Thọ này, rồi hoa quả này nó quyện vào nhau rất là thơm luôn và rất là lạnh. Tôi thấy mùi lạnh bốc từ dưới bốc lên các bạn. Thơm quá. Rồi, tôi sẽ chọn một cái miếng ngon nhất đi. Đây, tôi sẽ chọn miếng táo. Tôi rất là thích ăn táo. Đấy, các bạn thấy nhá, táo nó quyện với lại tí sữa chua này, rồi là sữa tươi, rồi là sữa ông Thọ đấy, nó đặc đặc, nó quánh quánh vào nhìn rất là ngon. Bình thường ăn hoa quả thì nó đã ngon rồi, nhưng mà đây là pha thêm sữa chua nữa cực kỳ ngon. Đấy. Quá ngon. Rồi, ngon đấy. Tôi sẽ phết phết thêm tí sữa chua ở đây và sữa ông Thọ. Đấy, đây là sữa ông Thọ này, vàng khè đấy, vàng ươm. Quá ngon luôn. Tiếp theo là ăn một miếng xoài đây. Đây là miếng xoài. Đấy, xoài.
sữa chua xoài. Nó chua chua, nó ngọt ngọt, ngon quá. Không chê ở đâu được. Thế cũng rất là ngon. Thật sự như vậy. Đây là dưa hấu màu đỏ. Được. Cái dưa hấu này thì nó rất là tơi, nó rất là xốp, nên là khi mà đổ sữa tươi rồi sữa ông thọ và sữa chua vào, nó ngấm hết qua, nó thẩm thấu hết qua cái miếng dưa hấu này và ăn rất là bùi, rất là ngon. Mắc ngon. Tiếp theo là cam. Đây, đây tôi sẽ chọn một miếng cam. Đây, đây, đây. Miếng này ngon này. Đó, đây là một miếng cam được tẩm sữa chua. Ui dồi ôi, ngon ngon. Không chê ở đâu được. Tôi ăn thế này mà ngoài có hai cái thằng đệ nó đang ngồi nó liếm mép, nó thèm lắm rồi. Khổ lỏ hết cả ra rồi. Cao vụ. Chào không? Tôi thèm không? Mắc thèm. Ok, vào đây. Nè, vào cho các chú thưởng thức. Chú ăn thêm ngon không? Cảm. Cho Đồng Huy thử trước. Đấy. Ăn thêm ngon. Nhìn cái mặt nó biết là ngon mãi thì đây rồi. Rồi chúng ta ăn nào. Đấy, có cam rồi, có ấy, mỗi tội dưa ở bên dưới. Rồi ăn táo đi, anh thấy táo ngon nhất. Hai cái này nó ăn rồi nó diễn sâu kinh khủng luôn. Nhưng mà công nhận là ngon, thật sự rất là ngon. Phê đúng không? Ui dồi, ngon. Ôi, thiểu nước yêu. Rất là quay phim còn ăn. Nhưng mà thật sự là có nhiều cái sữa ông thọ thì ăn ngon hơn. Ngoét cái sữa chua trên bề mặt ngon. Này, còn bên dưới này các bạn. Bên dưới là dưa gang, dưa Mỹ, lại dưa vàng. Đây. Đó. Nãy giờ toàn ăn bên trên, chứ ăn bên dưới, thử ăn bên dưới xem như nào. Ngọt hơn. Ngọt hơn. Nhưng mà cũng ngon, bởi nó ngấm sữa vào. Khá là ngon. Sữa tươi nó đã hết xuống dưới rồi. Dưới này, có đá. Nó tận này. Tí nữa múc cái nước này uống mới ngon. Thôi cứ ăn đi ạ. Đây. Cho thằng cu quay phim nó ăn không, nãy giờ nó thèm, nó rỏ hết rãi rồi đấy. Rỏ rãi, ướt hết máy ảnh rồi, hỏng máy chết. Này, ăn đi. Đấy, của chú Tất. Ui dồi. Nó cắn một phát, kể, kể, nghe cái ưu sổ. Anh có cái tổng to, tổng to. Không phải phim mà xem ăn nhỉ. Được rồi, làm cô quay phim ra đây. Ra đây, rất sầu quá. Còn mẹ phim nó không ăn được. Cho thằng Trọng ra đứng đằng sau nó ăn luôn. Như thật. Ông bà không ăn còn dí cả mồm, ông bà cái mic ông tọc tọc tọc. Kinh dị được. Tổng sầu. Không biết là ba thằng ngồi ăn này bao giờ hết được cái đống hoa quả này. Chướng nữa. Khó. Anh thì anh ăn hết được nhưng mà rất là lâu. Nên dạo này không thích ăn nhiều, béo quá. Tôi đang rất là thích uống cái nước tồn đọng bên dưới. Nước sữa kèm hoa quả, sữa chua. Tôi nghĩ nước đấy rất là ngon. Ăn no chưa? Đến ngày no. Thôi anh nghĩ là không cần no, no thì không uống nước đâu. Ăn một vài miếng nước là xuống mấy cốc. Huy xuống cái nhà lấy cho anh ba cái cốc này đây, mỗi thằng một cốc uống cái nước bên dưới, nước sữa pha với lại hoa quả. Tôi nghĩ nước này rất là ngon, rất là bùi. Uống nước đi, xong rồi ăn này tí nó no không uống đâu. Tôi xuống lấy cho anh ba cái cốc. Tôi đợi thằng Huy đi để hai thằng trên đây này chiến cái này, chứ thằng Huy nó ăn tham lắm. Thằng này nãy giờ bổ hoa quả các bạn không biết đâu, nó ngồi nó vổ gần hết rồi. Nó ăn tham lắm. Đợi nó xuống lấy cốc, còn lâu lâu bây giờ ngồi đây chấm cái này ăn ngon này. Đấy, chấm hoa quả sữa chua. Ui. Ôi dồi ôi. Quá ngon. Chấm cho em thử. Đấy, chấm em thoải mái em. Của chú Tất. Anh em phải nguy nó đi đấy. Thơm hơn nó này. Ừ, cơm hơn thơm. Huy biết thấy buồn lắm. Buồn kệ nó, ai mà tôi ăn than. Anh em làm hộp mặt ra nó ngồi nó ăn. Thôi để cho nó một cái hộp này.
không lại bảo anh em sống bẩn chết. Này, để nó một hộp, đây, để cho nó hộp này. Cho chú ăn. Hãy bút thêm cái này nữa. Ngon đúng không? Nó hòa quyện với nhau của uống rất là ngon. Ăn rất là ngon, không phải kệ Huy. Đổ luôn. Thôi để cho nó một cái hộp này. Không lại bảo anh em sống bẩn chết. Kệ đi. Thằng này lấy cốc rất là lâu, thề luôn. Nó là thằng lề mề nhất trong nhóm. Đi vệ sinh là lúc nào nó phải ngồi trong nhà vệ sinh tiếng 2 tiếng đồng hồ. Không biết ngồi đấy để làm gì. Rồi, thằng Huy đã cầm cốc lên rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cái công đoạn mà múc cái nước cốt hoa quả sữa chua ở bên dưới lên. Phải đeo găng tay và cho sạch thì anh em mới uống được, chứ tay không mà thì sợ anh em chê bẩn. Ok. Cái này đấm đấy. Rồi. Này, cầm cho anh. Cái này chỉ có bới thôi chứ làm sao làm còn cách làm khác. Bỏ đi. Cho vào. Đây, các bạn nước sữa bên dưới này. Đó, nước sữa nó tan vào với nước đá rất là lạnh này. Ủa, lạnh quá. Đưa cho anh cái cốc, đưa anh cái cốc, không cần mua đâu, đưa anh cái cốc. Đấy, không, không. Đây, tôi múc vào bạn xem. Đây. Đây là nước sữa chua hoa quả. Đấy. Nhìn này, nó có đá rất là lạnh, nhìn rất là ngon. Ủa ôi. Ui, thơm vãi các bạn này. Thật sự rất là thơm luôn. Này Huy này. Liếc đi, chú nghĩ gì nè. Ui dồi ôi, ngon. Ngon kinh khủng đấy, thằng này là nó vì ăn nó bất chấp tất cả, bạn hiểu không? Nó rất là ngon, lạnh. Rồi bốc cục đá cho vào. Ui dồi ôi. Ôi. Phải vậy mới đúng chất. Cho thêm anh này. Thật rồi, để múc cho nó tù không? Đứng, đứng đổ vào. Có biết người không? Đây, tù niếm đi. Đúng chó. Giống gì em, nó nặng gấu, giống gấu. Giống gấu từ đấy. Nó giống chó, nghe nó nặng nề quá. Thôi đây, uống đi khổ. Bảo niếm mà nó không niếm. Đấy, uống đi xem ngon không? Anh kêu anh. Không ngon thì cũng bảo ngon nhá. Không ngon thì cũng bảo ngon nhá. Uống hết đi, ngon không? Ngon. Đấy, tưởng bảo không ngon thôi. Đấy, ngon đúng không? Ngon. Chọc uống không? Đấy. Cho cục đá vào. Thêm miếng dưa. Dưa. Miếng cam nữa. Đấy, ngon đấy. Xem kiếm miếng xoài nữa nào đây. Miếng xoài nữa, tôi thấy người ta hay bổ đôi như này. Tôi cho ở đây. Cái này, vớ vẩn. Để cho nó uống, bảo ai đây, ai nó làm uống. Ừ, đây, uống đi. Rồi đấy, chú uống kiểu gì được, đấy nào. Kiểu quý tộc. Không biết quay đâu. Quay nhiều thằng giống chú đấy. Cho vào mồm múc luôn đi, lại còn múc múc kiểu đấy. Ngon không? Đấy. Ngọt. Ngọt đúng không? Há to cũng là để tốt thằng nó cho há to ra. Đó. Xin nhau cũng cho ăn ra. Ok. Không biết là bây giờ bằng này đống hoa quả sẽ để làm gì đây? Tôi nghĩ là chắc nước đi, chắc nước xong rồi để uống dần. Rồi ok, chúng tôi đã thực hiện xong cái clip mà làm sữa chua hoa quả ở cái cốc khổng lồ đấy, 100 lít. Thì là làm như này tôi cảm thấy rất là thú vị, bởi vì là rất là lâu rồi tôi không tự ngồi gọt hoa quả, cũng như là tôi không ngồi làm như này. Nhưng mà cái cảm giác mà làm xong những cái đồ ăn ấy xong rồi là ngồi thưởng thức thì thật sự thấy rất là ý nghĩa. Nhưng mà cái món này thật sự chia sẻ các bạn luôn là ăn cực kỳ ngon, chứ không phải là không ngon, cực kỳ ngon. Tôi nói điều tôi làm con cún cho các bạn luôn, thề rất là ngon. Đổ bao nhiêu sữa chua như thế mà bình thường các bạn đi ăn ngoài quán hoặc là đi ăn như nào thì chỉ có tí sữa chua thôi, nhưng mà ở đây tôi đổ rất là nhiều sữa chua đấy, nguyên một hộp luôn, một thùng. Rồi bây giờ thì ăn xong rồi chắc là có lẽ là sẽ cho riêng hoa quả ra một cái hộp, rồi là cho trong tủ lạnh ăn dần. Còn nước bên dưới sẽ cho vào một cái chai đó, thì mỗi ngày lấy ra uống. Ok, thế thôi, tôi nghĩ là vậy là hợp lý rồi đấy. Rồi bây giờ đi lấy cốc chắt ra. Ok, bây giờ thì tôi sẽ cho hoa quả trong cái hộp này để ăn dần, chứ không thể đổ đi được, đổ đi phí phạm. Chả ai điên đi đổ này đi. Đấy, cho đây. Ok, cho tủ lạnh ăn dần.
10k. Rồi, tiếp theo là múc nước cho vào trong chai chắc đó. Tủ lạnh các bạn. Cho đỡ tí quá. Đó, các bạn thấy không? Nước này nhìn rất là ngon. Uống phát ra thèm quá. Không chê được các bạn. Lạnh lạnh rất là bùi, rất là ngon. Rồi, có lẽ là bây giờ chúng tôi sẽ thu và cho những cái này vào trong tủ lạnh để ăn dần thôi. Cũng không còn gì chia sẻ cả. Hy vọng tất cả bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh thôi nhé. Bye bye anh em.